xin kính chào quý vị khán giả. Chúng ta lại gặp nhau trên chương trình Góc Nhìn của kênh VTC1 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Vâng, thưa quý vị, vượt qua 12.000 hồ sơ đến từ nhiều quốc gia trên toàn thế giới, thì lần đầu tiên, một ứng viên Việt Nam đã lọt vào danh sách 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu. Cuộc bình chọn này do tổ chức Vaki Foundation thực hiện, vừa công bố vào ngày 11 tháng 11 vừa rồi. Đó là cô giáo Hà Ánh Phượng, giáo viên trường Trung học Phổ thông Hương Cần, một ngôi trường ở miền núi thuộc vùng khó khăn của tỉnh Phú Thọ, với hơn 85% học sinh là người dân tộc thiểu số. Trong chương trình Góc Nhìn hôm nay, quý vị sẽ không chỉ hiểu thêm về việc vinh danh này, mà còn là những chia sẻ về khát vọng cống hiến, cũng như giới hạn sáng tạo không ngừng trong sự nghiệp chồng người của một người trẻ như cô giáo Phượng. Xin cảm ơn cô đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Và trước khi đến với phần nói chuyện với cả cô giáo Hà Ánh Phượng của chúng ta, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự để hiểu thêm về cô giáo Hà Ánh Phượng. Từ một nữ sinh bản Mường, bằng những nỗ lực và cố gắng, cô giáo Hà Ánh Phượng đã lọt top 10 của giải thưởng giáo viên toàn cầu. Giải thưởng này không chỉ mang tới vinh dự cho cô giáo trẻ Hà Ánh Phượng, mà còn là niềm tự hào cho ngành giáo dục nước nhà. Tôi cảm thấy rất bất ngờ, vui và vinh dự vì tôi nhận ra rằng là mình đang truyền một cái niềm cảm hứng rất là lớn, một cái nguồn năng lượng dồi dào tích cực để cho các em học sinh, đặc biệt là những em học sinh người dân tộc thiểu số hay là các em học sinh đang sinh sống ở những vùng đặc biệt khó khăn hay các vùng núi hay hải đảo, để các em hiểu ra rằng ở bất cứ nơi nào, dù có thể là mảnh đất ấy màu mỡ hay là khô cằn, nếu như có sự cố gắng thì nhất định là sẽ có sự nở hoa. Với cái thành tích đạt được của cô giáo Hà Ánh Phượng thì chúng tôi cho rằng điều này nó có ý nghĩa hết sức là quan trọng. Điều này nó cũng thể hiện được cái tinh thần nỗ lực vượt khó, đổi mới sáng tạo của giáo viên, đặc biệt là giáo viên thế hệ trẻ. Trong cái điều kiện khó khăn và đặc biệt cái dịch Covid-19 đang diễn ra thì nó cũng thể hiện cái bản lĩnh trí tuệ Việt Nam. Sinh ra từ vùng quê nghèo Yên Lập, một huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ. Từ nhỏ, Hà Ánh Phượng đã ước mơ trở thành cô giáo. Ước mơ ấy của Phượng được bố mẹ hỗ trợ hết mình. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Hà Nội loại ưu, Phượng có rất nhiều cơ hội phát triển ở thành phố, nhưng cô vẫn quyết định trở về quê để dạy học. Thế mỗi lần nó về đến chơi thì nó đến đây với tôi thì nó hỏi thì các nó đến với các em trong làng thì nó hỏi các em học hành như nào. Thì nó đến nó xem các em, nó bảo các em cái tiếng cái chữ thì tôi chịu, không biết. Tôi thấy cháu thế thì tôi vui lắm. Cứ xuống bà lúc nào là thấy cầm quyển sách đi làm cô giáo, giờ thực hiện làm được cô giáo thì bà mừng quá. Các tiết học tiếng Anh của cô giáo Hà Ánh Phượng luôn cuốn hút với học sinh. Bằng phương pháp dạy học sáng tạo, giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài qua các ứng dụng trực tuyến, từ đó giúp các em trau dồi nhiều kiến thức ngoại ngữ bổ ích. Em cảm thấy rất là hứng thú vì em có thể giao tiếp với những người nước ngoài, có thể quảng bá nền văn hóa của Việt Nam và học hỏi thêm những nền văn hóa khác của các nước bạn. Lúc đầu thì chúng em không tránh khỏi những cái bỡ ngỡ vì chưa quen các phương pháp học ạ. Nhưng mà sau một năm làm quen thì chúng em đã quen dần và tự tin hơn để trình bày cho các bạn về những cái dự án của mình. Đây được xem là giải Nobel giáo dục, được quỹ từ thiện Vaki Foundation triển khai trong 6 năm qua. Phượng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các giáo viên từ những quốc gia khác. Đó là cả một quá trình nỗ lực vươn ra thế giới của cô gái trẻ bản Mường. Vâng, vừa rồi thì chúng ta vừa xem một phóng sự ngắn để hiểu thêm về cô giáo Hà Ánh Phượng của chúng ta. Và xin chào cô, hay là cho phép mình gọi bạn là bạn được không ạ? Được ạ. Bạn Phượng ạ, khi mà tôi nghe về cái câu chuyện của bạn ấy thì tôi cảm thấy rất là ấn tượng. Bởi vì không có nhiều người như là Hà Ánh Phượng có thể làm được một cái việc mà đúng, Phượng là người đầu tiên ở Việt Nam làm được điều này. Câu chuyện của Phượng khi mà đến với cái giải thưởng này, với cái vinh dự này thì như thế nào ạ? Khi mà biết mình trở thành một trong 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu của quỹ Vaki Foundation, đối tác của UNESCO ghi nhận, thì thật sự là cảm xúc lúc ấy trong mình như là vỡ òa. Bởi vì mình hiểu rằng đây là cái sự ghi nhận không phải chỉ cho riêng mình, mà còn là sự ghi nhận cho các thầy cô giáo, các em học sinh ở Việt Nam, đặc biệt là các thầy cô giáo và các em học sinh còn đang ở những nơi khó khăn. Và nó cũng giống như là cái hình ảnh màu cờ sắc áo, mình cảm thấy vinh dự, tự hào và nghĩ rằng là mình phải cố gắng hơn nhiều hơn rất là nhiều.
Thế toàn bộ cái khoảng thời gian khi mà Phượng đăng ký tham dự cuộc thi này, rồi nhận được những cái kết quả đầu tiên này, thì mình muốn biết thêm cái cảm xúc của bạn lúc đó. Bởi vì là vừa rồi thì là cảm xúc khi mà mình đã nhận được cái vinh dự là mình vào top 10 rồi, mình đón nhận sự chúc mừng của mọi người. Thế còn cái cảm xúc lúc mà mình chờ đợi thì mình có hồi hộp không? Và mình có chia sẻ những cái suy nghĩ của mình với ai không? Với đồng nghiệp, bạn bè hay là với học sinh của mình như thế nào không? Thực sự là khi mà mình nộp hồ sơ cho cái giải thưởng này thì mình nghĩ nó là một cái duyên. Bởi vì lần thứ nhất là mình không có chú ý là để nộp hồ sơ. Và lúc đấy thì bạn bè của mình ấy thì có động viên mình là cô Phượng năm nay nộp đi. Có rất là nhiều bạn bè ở trong và ngoài nước của mình. Và mình nhớ là lần đầu tiên mình biết đến giải thưởng này đó là một cái buổi mà mình sinh hoạt chuyên môn với các giáo viên khác nhau trên thế giới. Và cái buổi hôm đó thì mình có vào, và cuối buổi thì mọi người có nói rằng là bên quỹ Verkey là đối tác của UNESCO đó, thì họ đang có một cái giải thưởng này đó. Và giải thưởng mà mình nghe người ta nói rằng là đây là một giải thưởng với trị giá là 1 triệu đô. Và lúc đấy mình nghĩ rằng là điều này thật sự là không thực tế với mình, bởi vì mình là một cô giáo 9X khá là trẻ. Và mình nghĩ rằng là cái tuổi đời của mình ấy như vậy là có lẽ là vẫn chưa thể đạt tiêu chuẩn của cái giải thưởng. Vì ban đầu mình chỉ nghĩ như thế thôi. Đúng là một buổi chiều mà trong khi mà mình đang hướng dẫn học sinh làm dự án ấy, thì lúc đấy mình có một cái anh Ấn Độ, anh gọi điện cho mình bảo Phượng ơi muộn giờ sinh hoạt chuyên môn rồi. Sau đó thì mình đi vào, thì sau đó mọi người nói là mà mọi người đã ủng hộ mình và bảo là mọi người ở đây thì mọi người rất là ủng hộ mình, vì là mọi người nói rằng là những cái điều kiện đó là mình có thể đáp ứng được. Nhưng mình cứ nói là ôi em còn trẻ lắm, em thực sự là em nghĩ rằng là đây là cái giải thưởng mà em nghĩ rằng là phải dành cho người khác chứ không phải cho em riêng em đâu. Sau đó thì mọi người, cái anh đấy có nói với mình một câu đó bằng tiếng Anh, có nghĩa là when you get enough, you old enough, có nghĩa là tuổi tác cũng là một yếu tố thôi. Thì lúc đấy thì mình cũng mạnh dạn hơn một chút. Và thật sự là khi mà mình nộp hồ sơ ấy thì mình không có nghĩ nhiều và mình quên đi. Và một ngày đẹp trời thì mình nhận được email, và lúc đấy mình đã hét ầm lên và mình không nghĩ rằng là cái điều đó nó đã trở thành sự thật. Khi mà lúc đấy thì mình mới chỉ biết là mình trở thành một trong 50 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu của Verkey công nhận vào thời điểm đó. Và cái cảm xúc của mình thật sự là như vỡ òa. Và mình nghĩ rằng là đó là cái niềm vui không phải chỉ cho riêng mình mà còn là niềm vui của ngành giáo dục nữa. Có cảm giác như là cô Phượng đang sống lại những cái cảm xúc khi mà mình nhận được những cái tin vui đó, đúng không ạ? Một lần nữa xin chúc mừng bạn. Văn hóa phương Tây, văn hóa của nước Mỹ cũng có một cái câu đó là với cái người mà có sức mạnh càng lớn thì quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao, đúng không ạ? Thế thì bạn có cảm thấy mình đang có một cái quyền lực nào đó và đi kèm với đó là một trách nhiệm gì không? Dĩ nhiên là khi mà mình được ghi nhận, mình chọn theo mình thì mình không coi đó là một thành công, và mình coi nó là một cái quá trình. Nó là một cái mốc trong cái quá trình hành trình mà mình dạy học, trong sự nghiệp dạy học của mình thôi. Và mình nghĩ rằng là cái áp lực chắc chắn là có, bởi vì mình cảm thấy đôi lúc mình cảm thấy là khá là áp lực, nhưng mà tính cách của mình là mình không muốn bị áp lực khuất phục, và mình thường hay biến áp lực trở thành động lực. Sau khi mà được ghi nhận là một trong 50 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu của tổ chức Verkey Foundation thì mình có rất là nhiều các hoạt động để hướng tới cộng đồng nhiều hơn. Mình tích cực tham gia chia sẻ mô hình lớp học sinh biên giới đến tất cả các thầy cô giáo và các em học sinh ở trong và ngoài nước, và mình cũng có những cái hội thảo online, rồi thì những cái buổi chia sẻ online cho các thầy cô ở trên cả nước, đặc biệt là các thầy cô giáo ở những cái nơi còn kinh tế khó khăn và điều kiện cũng giống như trường mình, để các thầy cô có thể sử dụng những cái phương pháp dạy học cũng giống như cái cách mà mình đang làm với học sinh của mình. Và mình cảm thấy rằng là đây chính là cái hạnh phúc của mình khi mà mình nhìn thấy các thầy cô có thể kết nối không phải chỉ cho học sinh của mình nữa, mà là rất là nhiều các em học sinh ở trong cả nước. Và trong đó cũng có rất là nhiều các thầy cô ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, và mình cũng có giới thiệu với các thầy cô. Bởi vì thực ra cái mô hình lớp học sinh biên giới này không phải là do mình phát minh hay là cái gì đó mà nó lớn lao quá, mà đây chỉ là mình tận dụng ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ mình, và mình làm như thế nào thì mình chia sẻ với các thầy cô giáo một cách thực tế nhất để giúp cho các em học sinh có thể phát triển được năng lực và phẩm chất của mình. Một ngôi sao điện ảnh người Anh, ông Stephen Fry, thì có một phát ngôn về cô giáo Phượng như thế này, đó là cô Phượng dạy online cho học sinh ở 4 châu lục và chúc mừng Phượng và cảm ơn những gì cô đã làm. Thế thì mình trở ngược lại một chút về cái thời điểm gọi là mốc số 0 đi. Đó là khi mà bạn có cái ý tưởng về cái việc làm này và bạn suy nghĩ nó như thế nào và bạn đã thực hiện nó như thế nào. Có những khó khăn gì mà bạn gặp phải trên cái quá trình mà mình thực hiện cái dự án đó, và những người, những cộng sự hay là những cái người xung quanh bạn có hỗ trợ gì cho bạn hay không?
Mình nhớ lại những cái ngày đầu tiên khi mà chúng mình thực hiện cái dự án này ấy. Thực ra là mình biết là trong một cái nhóm giáo viên, toàn là giáo viên tiếng Anh với nhau thôi, ở các thầy cô giáo ở các quốc gia khác nhau trên thế giới. Và ở đó thì chúng mình thường hay trao đổi chuyên môn. Thì hôm đấy mình nảy sinh ra ý tưởng, mình nói là thế tại sao mà chúng mình lại không có những cái buổi dạy miễn phí cho nhau như vậy. Và có những buổi ở đây là chúng mình theo hàng tháng hoặc có thể là theo hàng tuần. Mình cũng có dạy các bạn học sinh ở Ấn Độ này, ở Nam Phi này, thậm chí là cũng có những em học sinh Việt Nam ở các quốc gia khác như là ở Mỹ. Thì những cái buổi học đấy là mình chủ yếu là trao đổi văn hóa, hoặc là các bạn ở các cái quốc gia mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính thì mình có dạy các bạn đi tiếng Anh và trao đổi, chia sẻ với các bạn về những cái life skills, về những cái kỹ năng mềm trong cuộc sống, hay là chia sẻ về những dự án. Và đồng thời việc dạy các bạn đó thì mình cũng học được rất là nhiều. Và sau một quá trình thì thật sự đối với mình đó là những kỷ niệm vô cùng đẹp. Vậy thì cái việc mà lúc đó Phượng đang là giáo viên ở một vùng, mình nói thẳng nó là vùng sâu vùng xa đi, với cái điều kiện cơ sở vật chất cũng khá khó khăn, thì cái việc mà bạn thực hiện dự án đó, có phải là một điều cản trở bạn thực hiện dự án này không? Với mình thì mình không nghĩ rằng đấy là một cái thách thức, bởi vì bây giờ chúng ta đang sống trong thế giới phẳng, cái thế giới 4.0. Và chính vì thế nên mình nghĩ rằng là ở bất cứ nơi đâu cũng vậy, chỉ cần có một đường truyền internet tốt và một người biết sử dụng và biết tận dụng cái sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ thông tin thì có thể làm được. Bởi vì mình biết rằng là cũng có những thầy cô giáo ở Việt Nam còn khó khăn, còn ở những cái vùng điểm trường còn khó khăn hơn mình rất nhiều, mà các thầy cô đấy cũng có thể kết nối học ngoại ngữ hay là kết nối những cái lớp học sinh biên giới trước cả mình. Đó chính là những cái động lực mà giúp mình làm, và mình không coi đó là một cái cản trở. Có một điều mà mình nhận thấy được ở trong chương trình, trong cái dự án của bạn ấy, đó là học sinh Việt Nam thì có thể dễ dàng giao lưu với các bạn học sinh trên toàn thế giới. Và như bạn nói thì các bạn học sinh ở những nước mà không nói tiếng Anh thì cũng có thể làm điều như vậy, tương tự như vậy. Điều mà các bạn học sinh ấy, khi mà tham gia vào dự án này nhận được đó là gì? Khi mà tham gia vào những dự án và thực hiện qua mô hình lớp xuyên biên giới thì mình nhận thấy rằng là học sinh mình trưởng thành hơn rất là nhiều. Các bạn ấy không chỉ học được những kiến thức ở trong sách vở mà các bạn còn trau dồi cái sự tự tin và cái động lực học tiếng Anh và những cái kỹ năng cần thiết của một công dân trong thế kỷ 21. Đó là những kỹ năng như là tư duy phê phán, tư duy phản biện, hay còn gọi là kỹ năng giải quyết vấn đề. Rất là nhiều các kỹ năng mà các bạn đấy đã và học được. Và mình nhận ra rằng là cái khả năng sử dụng công nghệ thông tin của học sinh mình đến giờ phút này, thậm chí là có đôi lúc các bạn ấy còn sành điệu hơn mình rất là nhiều. Khi mà mình chỉ giới thiệu với các bạn ấy một cái platform, một cái nền tảng để thực hiện thôi, nhưng các bạn còn biết những cái tính năng còn cao hơn cả cô giáo. Đó chính là cái niềm hạnh phúc của mình khi mà mình nhận thấy rằng là học sinh của mình có thể trưởng thành hơn rất là nhiều, đặc biệt là qua các cái dự án mà mình thực hiện cho các bạn đấy, như là dự án nói không về ống hút nhựa, một dự án mà để các bạn ấy kết nối với hơn 40 quốc gia trên thế giới để tuyên truyền về việc chống rác thải nhựa. Và các bạn ấy cũng đã phải chế tạo ra các cái ống hút, nhưng mà chúng mình thì không có nhiều các cái kỹ thuật hiện đại. Và các bạn phải làm thế nào để các bạn tự giải quyết được vấn đề, vừa học tiếng Anh vừa kết nối, lại phải áp dụng kiến thức liên môn như là toán, lý, hóa, sinh, phải áp dụng nhuần nhuyễn vào đó. Và để làm sao các bạn ra được cái sản phẩm là cái ống hút và chống mốc mới là vấn đề. Và thật sự đó là những cái hành trình vô cùng đáng nhớ, và mình nhận ra rằng là học sinh của mình trưởng thành hơn rất là nhiều. Đó là một điều rất tuyệt vời, bởi vì đây thực sự không chỉ là một trường học về tiếng Anh, mà các bạn học sinh khi tham gia vào lại còn có thể được hiện thực hóa những cái điều mà mình học ở trong các cái bộ môn khác, đúng không ạ? Và cái việc mà các bạn ấy tham gia vào các dự án như thế thì chỉ ở trong trường, ngôi trường của bạn ở Phú Thọ thôi, hay là các bạn học sinh ở các ngôi trường khác cũng có thể tham gia được ạ? Cái dự án của chúng mình là dự án quốc tế, thế nên là không phải chỉ học sinh ở trường Hương Cần, mà rất là nhiều các học sinh. Như mình có chia sẻ với bạn, đó là dự án nói không với ống hút nhựa. Cho đến thời điểm ngày hôm nay thì chúng mình đã đi được 45 quốc gia rồi. Có nghĩa là có những học sinh không phải là học sinh của mình, nhưng cùng tham gia với chúng mình trên một nền tảng mà chúng mình đã có trong dự án. Và vì thế, đối với mình thì thế giới giống như một thế giới phẳng, và có thể là giúp cho học sinh của mình có thể dễ dàng chạm tay đến thế giới gần hơn. Vậy thì Phượng có thể chia sẻ một chút về cái quy mô của trường học không biên giới được không? Cho đến giờ phút này thì chúng mình đã đi được đến chính xác đến ngày hôm nay, đến thời điểm này là 46 quốc gia. Bởi vì là chúng mình tính từ thời điểm đó là năm 2016. Lúc đấy thì với mình thì mình vẫn chưa biết đến cái một cái nhóm giáo viên sáng tạo mà có thể kết nối
những giáo viên một cách miễn phí với nhau. Nhưng mà tính từ thời điểm 2016 đến giờ phút này là chúng mình đã đi được 46 quốc gia cho đến ngày hôm nay. Và chúng mình đã ở Việt Nam thì chúng mình có các trường ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Và ở quốc gia, các cái nước ngoài ấy, thì chúng mình có ở châu Á, châu Âu, châu Phi và châu Mỹ. Đó là những quốc gia mà đã cùng chúng mình đồng hành trong suốt cái quá trình trong 4-5 năm gần đây. Vậy là ở khu vực nào hay là ở quốc gia nào thì là có nhiều trường tham gia nhất? Cái quốc gia mà tham gia với số lượng đông nhất đó là Ấn Độ. Và đồng thời là đây là quốc gia mà có cái số lượng các cái lớp học không biên giới kết nối với nhiều lớp học ở Việt Nam nhiều nhất trong cái diễn đàn giáo viên sáng tạo của chúng mình. Và mình nhận thấy rằng là Ấn Độ chính là cái quốc gia mà công nghệ thông tin rất là phát triển. Những lớp học xuyên biên giới do cô Phượng chủ trì ra đời. Cô dành hơn một năm để nghiên cứu đề tài về tính hiệu quả mô hình lớp học xuyên biên giới tại trường Trung học Phổ thông Hương Cần trên nhiều ứng dụng khác nhau để tạo ra các nhóm phát triển chuyên môn gồm các thầy cô giáo dạy tiếng Anh trên toàn thế giới. Đề tài nghiên cứu khoa học của cô được đưa tới Hội thảo Quốc tế Viettelson, một trong những hội thảo thường niên dành cho nghiên cứu về giảng dạy tiếng Anh. Cô còn hướng dẫn học sinh trường Hương Cần làm một nghiên cứu khoa học tương tự và giành giải nhì ở cuộc thi cấp tỉnh. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự để hiểu thêm về câu chuyện này. Một giờ học tiếng Anh của trường Trung học Phổ thông Hương Cần, tỉnh Phú Thọ. Các em được cô giáo Hà Ánh Phượng kết nối với nhiều lớp học của các quốc gia khác qua các ứng dụng trực tuyến. Những tiết học tiếng Anh của cô Phượng không còn nhàm chán mà hết sức hấp dẫn. Học sinh được phát triển tối đa 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết. Sau mỗi giờ học thì cô của chúng em có hướng dẫn chúng em phát âm lại những từ mà chúng em chưa phát âm chuẩn. Ngoài ra thì bọn em về nhà còn nghe hoặc xem phim bằng tiếng Anh để cải thiện trình độ tiếng Anh hơn ạ. Còn đây là một giờ học khác mà các cô trò tham gia dự án mang tên Nói không với ống hút nhựa. Các em học sinh sẽ phải nghiên cứu để làm ra ống hút bằng tre và thuyết trình dự án này lan tỏa đến các bạn bè quốc tế trên lớp bằng tiếng Anh. Okay, let's see. Tôi rất ngạc nhiên với khả năng nói tiếng Anh của cả cô và trò trường Trung học Phổ thông Hương Cần. Mặc dù các em học sinh này đều là học sinh dân tộc thiểu số, nhưng các em rất thông minh và tự tin. Tôi mong rằng một ngày gần nhất sẽ được đến thăm Phú Thọ. Thấu hiểu được những thiệt thòi của trẻ em dân tộc thiểu số giống mình, cô giáo Hà Ánh Phượng nhiều lần trở về quê khuyến khích trẻ em trong làng đi học tiếng Anh, đồng thời mở lớp học miễn phí cho nhiều em nhỏ không có điều kiện. Từ đó, chắp cánh niềm tin giúp các em đam mê hơn với việc học. Thế thỉnh thoảng cô có về đây chơi thăm bố mẹ thì cô thường xuyên hay lui tới. Những gia đình anh em họ Mạc mà có các con, các cháu còn nhỏ đấy, cô cũng hay tiếp xúc với các cháu rồi thì cũng tư vấn cho gia đình chúng tôi là nên cho các cháu nó đi học tiếng Anh để tiếp xúc với tiếng Anh càng sớm càng tốt để sau này có lợi cho trẻ sau này. Thế nói tôi thấy cô Phượng là cô giáo cũng tốt đấy, nhiệt tình và cũng chịu khó. 46 quốc gia là con số mà cô Phượng và học trò của mình đi đến. Chỉ cần một chiếc laptop, mạng wifi, ứng dụng Zoom và Skype đã khắc phục được những hạn chế của mô hình lớp học truyền thống. Trong công việc thì cô giáo luôn luôn giúp đỡ đồng nghiệp tham gia các cái hoạt động vì cộng đồng, chia sẻ các cái kinh nghiệm cũng như ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và giúp đỡ cho những học sinh còn khó khăn và đặc biệt là những học sinh dân tộc thiểu số. Giờ đây, cô giáo Hà Ánh Phượng không những trở thành niềm cảm hứng học tập cho các em ở quê hương mình mà còn là nhân vật truyền cảm hứng cho tất cả học sinh ở Việt Nam. Những dự án bổ ích về môi trường, trang YouTube dạy tiếng Anh miễn phí giúp các trẻ em vùng cao tiếp cận được con chữ. Với tình yêu quê hương, cô giáo Hà Ánh Phượng sẽ còn sáng tạo hơn nữa trong các bài giảng để góp phần tiến bộ hơn ngành giáo dục nước nhà. Không biết là cô Phượng đã được nghe câu hỏi này nhiều chưa? Nhưng mà xin phép ở chương trình Góc Nhìn này chúng tôi vẫn hỏi lại. Đó là chúng tôi có đọc trên báo chí truyền thông thì biết được rằng là Phượng đã từ bỏ rất là nhiều công việc tốt ở tại thành phố và trở về quê để theo đuổi đam mê của mình. Thế thì khi mà bạn đưa ra quyết định đó, điều gì đã khiến cho bạn quyết định làm như vậy? Và những người thân trong gia đình của bạn có suy nghĩ gì về vấn đề này không? Khi còn là sinh viên của trường Đại học Hà Nội thì mình may mắn là được các thầy cô giáo giới thiệu đi dịch từ khi rất là sớm, và mình coi rằng là
cái việc đi dịch ấy trở thành một trong những cái cách để mình có thể phát triển cái ngôn ngữ của mình, phát triển cái ngoại ngữ năng lực của mình tốt nhất, bởi vì mình được nói chuyện thực tế với người nước ngoài và cũng là một trong những cách để mình có thể là trang trải cuộc sống, giúp đỡ bố mẹ mình. Và mình nhớ là năm mình học năm thứ tư, lúc đấy có một công ty dược là Pakistan đã đề nghị mình là làm giám đốc đại diện của một công ty của họ với chi nhánh thành lập ở Việt Nam, đồng thời là kiêm phiên dịch. Thế nhưng mà lúc đấy, thời điểm đấy thì mình cũng không suy nghĩ nhiều gì đâu. Mình chỉ nghĩ rằng là đấy cũng chỉ là một trong những cái offer của mình thời điểm đó. Và mình chỉ nghĩ rằng là cái ngay từ ban đầu mình đã xác định ngay từ hồi bé là mình rất thích là cô giáo rồi. Rất là nhiều người nói với mình rằng như thế là mình tụt hậu, bởi vì mình về quê chắc chắn là tụt hậu. Thậm chí bạn thân của mình ngày trở về quê, bạn ấy bảo là tao chắc chắn là mày sẽ tụt hậu đấy. Bởi vì là về quê thì mình sẽ không thể nào bằng phát triển được như là ở thành phố. Nhưng với mình về quê, nó là một cái cơ hội chứ không phải là một thách thức. Trong mình thì quê hương luôn là chùm khế ngọt và được sống với ước mơ từ nhỏ của mình, và cũng là ước mơ hiện tại của mình. Và đóng góp cho quê hương mới là một trong những cái yếu tố để nó phát triển cái chỉ số hạnh phúc của mình. Mẹ mình thì có nói với mình một câu là con làm nghề gì cũng được, miễn là con phải yêu thích một công việc có ích cho xã hội thì con làm. Thì lúc đấy thì được sự ủng hộ của bố mẹ mình thì mình cũng không có nghĩ nhiều đâu. Một trong những lý do mình muốn trở về quê đó là thật sự mình rất là thấu hiểu được những cái khó khăn của trẻ em vùng cao trong việc tiếp cận con chữ, đặc biệt lại là ngoại ngữ. Bản thân mình ấy, thì mình nghĩ rằng là học sinh vùng cao mà học ngoại ngữ đấy là một cái điểm mạnh chứ không phải là một cái bất lợi như nhiều người cho rằng đó là một cái điều bất lợi. Bởi vì là một cái em học sinh người dân tộc thiểu số khi mà sinh ra ấy, thì bản thân đã là một cái đứa trẻ đa ngôn ngữ rồi. Bởi vì em đấy có thể nói được tiếng Việt, em đấy vừa có thể nói được tiếng dân tộc của em đấy. Còn nếu như là bố mẹ của em đấy là hai dân tộc khác nhau thì thậm chí em đấy có thể nói được ba ngôn ngữ, tức là một đứa trẻ ba ngôn ngữ rồi. Thế thì nếu như mà học ngoại ngữ nữa, nó lại là một cái ngôn ngữ mới nữa, thì thậm chí cái phát âm, mình nhận thấy rằng là cái phát âm của các bạn đấy và cái giọng điệu của các bạn đấy tốt hơn rất là nhiều. Nhiều bạn nói tiếng Kinh rất là sõi, nhưng cái ngữ điệu và cái yếu tố của các bạn đấy, cái giọng tự nhiên, mình rất là thích cái cách của các bạn cười nói như là trẻ em ở Sapa đấy. Thì mình cứ nghĩ rằng là tại sao học sinh ở quê mình lại không thể bằng học sinh ở Sapa được. Nhưng mà sau đó thì mình thấy rằng là cái vấn đề nằm ở đây đó chính là môi trường và động lực. Cái môi trường đó là một cái vô cùng quan trọng. Bởi vì là nếu có môi trường thì cái ngôn ngữ đó thì mới sống được, mới tồn tại được. Còn nếu không có môi trường thì không được. Vì thế nên là mình sau khi mình trở về quê, mình quyết định làm tất cả các cái phương pháp dạy học, miễn sao là cái môi trường làm sao để cho các em đấy có thể phát huy được tối đa bằng những cái phương pháp giảng dạy như là CLT. Trong lớp thì mình sẽ nói tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt rất là nhiều. Thậm chí có những lớp học sinh của mình khá, mình không sử dụng tiếng Việt một chút nào. Và mới đầu thì các em học sinh cũng cảm thấy rất là ngỡ ngàng vì cô em không hiểu. Nhưng một thời gian, chỉ gần sau một học kỳ thôi là các em đã có thể hiểu lên rất là nhiều rồi. Và mình rất là kiên trì theo cái phương pháp dạy học bằng mọi cái môi trường. Và mô hình lớp học sinh biên giới chính là một trong những cái phương pháp để giúp các em có thể có cái cơ hội được nói chuyện với người nước ngoài. Và hình như trước khi mà cô giáo Hà Ánh Phượng gây bão với việc lọt vào top 10 giáo viên hàng đầu thế giới, thì còn có một câu chuyện đó là từ vườn chuối tôi nhìn ra thế giới. Đó là câu chuyện như thế nào vậy và thông điệp phía sau nó là gì? Bạn có thể chia sẻ được không ạ? Cái câu chuyện từ vườn chuối tôi nhìn ra thế giới thì nó là một câu chuyện thật với mình chứ không phải là một cách mà viết văn. Hôm đấy thì mình nhớ là đó là vào một buổi trưa trong lúc mà mình đang sinh hoạt chuyên môn với các thầy cô giáo ở nước ngoài. Và lúc đấy là đang lúc rất là gay cấn. Mình đang tò mò với một cái thầy giáo ở châu Phi là tại sao cái quốc gia của thầy đấy, cái GDP của quốc gia thấp hơn của Việt Nam rất là nhiều. Và tiếng Anh cũng không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của quốc gia thầy đó. Đồng thời nữa, đó là tại sao cái chỉ số phát triển ngoại ngữ tiếng Anh của cái quốc gia đấy lại cao hơn Việt Nam rất là nhiều. Mình tò mò và mình hỏi là các thầy đã dạy học sinh như thế nào, và mình tò mò là người ở đó người ta học tiếng Anh như thế nào. Thì đang đúng cái lúc gay cấn thì nhà mình mất điện. Mình không biết làm nào cả và mình đang nghĩ đến hàng xóm của mình như vậy vào buổi trưa và họ đang ngủ trưa. Nếu mà sang thì rất là phiền. Chính vì thế mình quyết định ra vườn chuối. Và vườn chuối thì lại ở ngay giáp với bờ rào của nhà hàng xóm. Và nhà đó thì lại có máy nổ nên là có wifi. Chính vì thế nên mình đã ngồi đó để gọi là sử dụng câu wifi của nhà hàng xóm. Và trong cái buổi ngày hôm đấy thì mình đã biết được rất là nhiều các phương pháp dạy học từ mới, đặc biệt là phương pháp SVA là một trong những cái phương pháp mà mình áp dụng cho học sinh của mình và rất là hiệu quả về phương pháp học từ mới, vì từ vựng là một trong những cái rất là quan trọng
trong quá trình học ngoại ngữ, và đồng thời là rất là nhiều các phương pháp của ngày hôm đấy mình được học hỏi, chia sẻ từ các thầy cô giáo ở các quốc gia trên thế giới, bởi vì hầu hết là giáo viên dạy học ngoại ngữ. Thì chính vì thế đây là mình coi như là đấy là một cái buổi mà nó giúp mình mở mang được kiến thức rất là nhiều. Và thực sự là hôm đấy là mình đã từ vườn chuối và mình nhìn ra thế giới. Câu chuyện rất là thú vị ạ. Và tôi nghĩ rằng là sau cái buổi phát sóng ngày hôm nay trên truyền hình, thì khi mà hàng xóm của các bạn biết, của bạn biết được ấy, chắc là tất cả hàng xóm xung quanh nhà bạn sẽ sẵn sàng chia sẻ mật khẩu wifi cho bạn. Bởi vì một cô giáo tài giỏi như thế này, làm được nhiều việc có ích cho cộng đồng như thế này, có gì, có mỗi cái password wifi thôi thì có gì đâu mà không chia sẻ được, đúng không ạ? Có một dự án là dự án phòng chống bạo lực trên không gian mạng, thì bạn có thể chia sẻ thêm về cái dự án này và bây giờ tiến trình của nó như thế nào rồi ạ? Cái dự án phòng chống bạo lực trên không gian mạng nó xuất phát từ cái ý tưởng mà mình nhận thấy rằng là có rất nhiều các bạn học sinh, không phải chỉ các bạn học sinh ở Việt Nam mà còn là rất là nhiều các bạn học sinh trên thế giới cũng đang bị bắt nạt qua mạng. Và đây chính là một cái đề tài mà mình rất là tâm huyết. Mình muốn là các bạn học sinh của mình có thể bắt tay vào dự án để các bạn cùng làm dự án này, với cái mục đích là làm sao để các em có thể trở thành những cái người thông minh, sáng suốt nhất khi mà sử dụng Internet, để biết cách bảo vệ mình. Và dự án này chúng mình đã thực hiện qua rất là nhiều giai đoạn. Và một trong những cái sản phẩm của dự án này đó chính là những cái buổi tuyên truyền với học sinh của nước ngoài biết cách bảo vệ mình. Các bạn ấy cũng cho ra những cái cuốn cẩm nang song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt về cách bảo vệ mình, và có mời các cái khách mời về an ninh mạng, hay là các khách mời về chuyên gia tâm lý trong các buổi live stream. Và đặc biệt là các bạn ấy, khi mà các bạn hoạt động nhóm ấy, thì các bạn đấy sẽ trưởng thành lên rất là nhiều. Các bạn ấy sẽ biết được là cái kỹ năng giải quyết vấn đề như thế nào. Và bản thân là khi các bạn làm là các bạn sẽ phải tìm hiểu về vấn đề này, cả tiếng Anh và cả tiếng Việt. Thế nên là cái kỹ năng về ngôn ngữ các bạn cũng phát triển lên. Và đây chính là một cái đề tài nghiên cứu khoa học luôn của mình, đang hướng dẫn hai bạn học sinh của trường để tham gia cái đề tài thi nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Và mình nghĩ rằng là đây là một cái đề tài mà chúng mình đã khảo sát được cái thực trạng học sinh của trường mình khi mà trong cái bối cảnh công nghệ 4.0 thì các bạn ấy đã sử dụng mạng như thế nào, và bao nhiêu phần trăm các bạn bị bắt nạt qua mạng. Và cái con số mà mình khảo sát thì mình vô cùng bất ngờ. Và trường mình đó là một trường miền núi thôi đấy, chứ chưa phải là một trường ở thành phố hay là cái nơi công nghệ thông tin phát triển. Trong quá trình mà hướng dẫn học sinh làm dự án ấy thì chúng mình cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cô trò mình đã nhận được những cái kết quả, đó là có hơn 2/3 cái số học sinh tham gia khảo sát đã bị bắt nạt qua mạng. Cái khái niệm bắt nạt qua mạng, cyberbullying, nó chính là một cái khái niệm mà nó có nhiều cấp độ khác nhau, có thể là mức độ nhỏ cho đến cái mức độ nghiêm trọng hơn nữa. Và học sinh của mình ấy thì đa phần là các bạn ấy cũng có cả những bạn ở mức độ trầm trọng rồi, và cũng có những bạn ở mức độ trung bình, nhưng phần đa thì là ở mức độ trung bình. Vâng, những câu chuyện vừa rồi rất là thú vị ạ. Và tôi thực lòng chúc cho Hà Ánh Phượng cùng các học sinh của mình thành công trong dự án khoa học này. Vâng, thưa quý vị, từ một nữ sinh bản Mường, bằng những nỗ lực và cố gắng của mình thì cô giáo Hà Ánh Phượng đã trở thành nhà giáo Việt Nam được thế giới vinh danh. Cô cũng đã trở thành người truyền cảm hứng cho rất nhiều giáo viên khác tại các địa phương trên cả nước. Đầu năm mới 2021 thì chương trình xin được chúc Hà Ánh Phượng một năm mới thật nhiều sức khỏe và thêm nhiều sáng tạo nữa để có thể cống hiến cho nền giáo dục nước nhà. Chương trình Góc nhìn của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.